Sau sự lộ diện của Nova 4, Realme U1, IS8, Pocophone F2 thì Vivo cũng đã để lộ mẫu smartphone của mình với thiết kế hai màn hình cùng với cụm 3 camera cùng một vòng đèn LED kỳ lạ ở phía mặt lưng, và nó được lộ diện ở trong một video đặc hộp. Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về cái chiếc máy này nhé. Và mình là Hằng đến từ kênh YouTube Bee Channel. Xin được chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của chúng mình. Và video đập hộp một cái thiết bị được cho là chiếc Vivo Nest S2 đã xuất hiện trên kênh YouTube Mr. Who's the Boss. Và được biết là cái thiết bị này thì sẽ ra mắt vào tháng 12 sắp tới. Trước hết thì đó là một cái Lunar Ring. Lunar Ring đó là một cái dải LED hình tròn được đặt ở phía sau và nó có thể hiển thị nhiều màu khác nhau. Nó được đặt bao quanh cái cụm 3 camera. Có thể nói là cái này nó rất là có tác dụng trong cái việc trang trí, làm cho cái chiếc điện thoại của mình nó đặc sắc hơn, đẹp hơn. Ngoài ra thì nó còn có cái tính năng là thông báo cho người dùng khi mà có những cái noti đến. Đầu tiên thì cái màn hình chính của nó sẽ chiếm hầu hết kích thước của mặt trước và nó có cái tỷ lệ là màn hình chia cho thân máy tối đa. Ở mặt sau thì nó sẽ có thêm một cái màn hình phụ và ở phía trên thì nó sẽ chứa các cái camera. Màn hình chính của chiếc máy này thì không có camera, nhưng mà người dùng thì có thể sử dụng màn hình phụ của chiếc máy này để mà có thể chụp ảnh selfie hay là gọi video bằng cái cụm 3 camera rất là chất lượng. Đặc điểm tiếp theo ấn tượng của chiếc máy này đó là về camera, khi mà được trang bị đến cụm 3 camera rất là chất lượng. Và chưa có thông tin cụ thể về camera của chiếc máy này, nhưng mà nguồn tin của The Verge cho hay là sẽ có một bộ quét Time of Flight tương tự như là hồi đầu năm nay mà họ trình diễn tại Thượng Hải, và nó sẽ có hỗ trợ cả AR luôn. Và có thể là bên cạnh cái cảm biến chính thì sẽ có hai cái cảm biến phụ để mà chụp ảnh góc rộng hoặc là chụp xa. Tuy nhiên thì tất cả những dữ liệu trên chỉ là phỏng đoán về chiếc Vivo Nest S2 mà thôi, mặc dù là nó cũng khá khớp với thông tin rằng là tháng 12, Vivo sẽ ra mắt một cái chiếc điện thoại mới hai màn hình và cũng có những cái hình ảnh rò rỉ cho thấy là cái chiếc smartphone sắp tới của Vivo có đến hai màn hình luôn. Nhưng mà vẫn chưa có được cái thông tin chính thức xác nhận nào từ phía Vivo cả, và thậm chí là cũng chưa có cái bằng chứng nào để xác minh là chiếc điện thoại trong video của kênh Mr. Who's the Boss là cái chiếc Vivo Nest S2 cả. Chúng ta hãy cùng chờ xem chiếc máy này nhé.